Đâu ạ? Vâng ạ. Kính thưa thầy Tuấn, kính thưa các anh chị, thì hôm nay em cũng xin phép trình bày về vấn đề đặt cho em là về an toàn trong sử dụng của kháng sinh, nhưng mà em sẽ xin phép trình bày là các tác dụng phụ của kháng sinh để từ đó chúng ta sẽ dùng làm sao cho an toàn và tránh được tác dụng phụ của thuốc. Về nội dung trình bày của em sẽ có hai phần chính, phần thứ nhất phần là nhóm kháng sinh và phần bảng tổng kết độc tính theo cơ quan. Thì bảng tổng tính theo cơ quan này thì chắc là em sẽ để cuối sinh ra để cho các anh chị có thể tra cứu được thôi ạ. Còn về phần nhóm kháng sinh thì em cũng sẽ xin ở trong phần phạm vi của bài buổi nói hôm nay thì em cũng xin trình bày về độc tính liên quan đến các cái cơ chế tác dụng và cấu trúc, tại vì từ cái cấu trúc và cơ chế tác dụng hay liều dùng của kháng sinh thì dẫn đến những cái độc tính này. Còn cái phần mà ví dụ như các cái phản ứng mà không xác định được hay là những cái phản ứng phản vệ thì chắc là em cũng sẽ không xin phép không trình bày ở đây ạ. Và các cái yếu tố mà làm tăng độc tính của thuốc hay là thuốc cũng làm tăng độc tính của các cái thuốc khác, và cái việc mà theo dõi quản lý đối với cả những cái ADR mà có khuyến cáo theo dõi quản lý ạ. Thì thứ nhất về nhóm kháng sinh để mà phân loại thì theo cấu trúc hóa học thì nó có khoảng 13 nhóm, tất cả ở trong bảng này thì polymyxin. Thì em sẽ xin trình bày về tác dụng không mong muốn và thường gặp nhất của 7 nhóm kháng sinh nữa, tại vì trong phạm vi bài này chắc cũng không thể nói hết được. Thứ nhất thì em sẽ xin trình bày về nhóm đầu tiên, đấy là nhóm beta lactam, thì với ba độc tính chủ yếu mà hay gặp nhất, đấy là độc tính trên thần kinh, trên huyết học và trên gan, thì đã được báo cáo nhiều nhất ở trong các cơ sở dữ liệu. Thứ nhất về độc tính trên thần kinh của nhóm beta lactam thì độc tính trên thần kinh được chia ra làm ba tuýp, tuýp 1, tuýp 2 và tuýp 3. Thì ở cái trục tung ở trên hình thì là sẽ là độc tính trên gây co giật trên thần kinh, và trục hoành thì sẽ là trên tâm thần. Thì các anh chị có thể nhìn thấy là kháng sinh nhóm penicillin và cephalosporin là sẽ chủ yếu là xảy ra độc tính trên thần kinh ở nhóm tuýp 1 với các biểu hiện như là co giật này và có thay đổi về điện não đồ, và tuy nhiên thì nếu mà chụp mà MRI thì cũng không hề có thay đổi, và các cái triệu chứng khởi phát hay là thoái lui thì cũng trong vòng vài ngày ạ. Và cái cơ chế chính để giải thích là tại sao nhóm beta lactam nó gây độc tính trên thần kinh là do cái cấu trúc của cái vòng beta lactam nó cạnh tranh với cả cái receptor GABA, chính vì như thế nên nó giải phóng ra GABA, và đặc biệt là trong GABA thì nó có GABA A, GABA B và GABA C, thì là beta lactam sẽ chủ yếu tác dụng trên GABA A để làm giảm ngưỡng co giật ạ. Và trong số các nhóm beta lactam thì người ta so sánh thì có penicillin thì nó ok mức độ cạnh tranh là nó không cạnh tranh với cả nhóm gamma so với cả cephalosporin, nên là cephalosporin thì sẽ là độc tính hơn trên thần kinh so với cả penicillin. Tuy nhiên thì trong nhóm penicillin ạ, thì người ta đã báo cáo về các cái trường hợp mà nhiễm độc tính trên thần kinh là bệnh não do bibecillin, là hội chứng bibe, thì cũng đã được báo cáo khá rất là nhiều, với những cái đặc trưng là rối loạn vận ngôn này, zone thay đổi hành vi lún lẫn, và cuối cùng là sẽ co giật và tăng trưng lực cơ, và bệnh nhân có thể là được dùng thuốc chống động kinh nhưng mà cũng không giải quyết được cơn động kinh, mà cuối cùng phải lọc máu thông lượng cao. Thì trước đây thì cũng không phân biệt được mà lại bị nhầm lẫn với các cái hội chứng nhiễm trùng thần kinh trung ương hoặc là nhồi máu. Và cái triệu chứng này xảy ra có thể ngay từ ngày thứ nhất rồi, và trong vòng khoảng 7 ngày khi mà dùng bibecillin. Thì yếu tố nguy cơ mà dẫn đến những cái hội chứng này thì bao gồm là dùng liều lượng không thích hợp, và tuổi tác, tình trạng dinh dưỡng, hay là tình mức albumin, hay là các cái tình trạng mà viêm nhiễm, ví dụ như bệnh nhân có nhiễm khuẩn hay là viêm màng não, mà dẫn đến là tăng kính thấm của bibecillin trên não của bệnh nhân. Và những cái yếu tố nguy cơ này cũng là cái yếu tố nguy cơ xuyên suốt của nhóm beta lactam trong cái độc tính trên thần kinh ạ. Thế nên là tính nữa trong cái yếu tố nguy cơ đối với cả nhóm cephalosporin hay carbapenem thì em cũng sẽ xin phép là không nhắc lại nữa. Thì ampicillin với cả amoxicillin mặc dù là nó có ít độc tính, nhưng mà tuy nhiên cũng đã có những cái trường hợp mà báo cáo là bệnh nhân bị rung giật cơ khi mà dùng amoxicillin với cả clavulanic với liều 1 g, là liều đã được hiệu chỉnh cho mức lọc cầu thận, và sau khi mà bệnh nhân dùng đến liều thứ hai là bắt đầu đã xuất phát hiện là rung giật cơ rồi ạ. Và sau khi mà ngừng thuốc thì cái triệu chứng rung giật cơ của bệnh nhân cũng đã hết, và cái bất thường này thì có thể nhìn thấy được ở trên điện não đồ ạ.
Về độc tính tiếp theo của nhóm beta-lactam đấy là cephalosporin. Phân nhóm cephalosporin thì đã được báo cáo với cả các cái kháng sinh được nhiều nhất đấy là cefazolin, cefepime, cefuroxim, cetazidin và ceftriaxone. Thì với các cái độc tính chủ yếu là co giật này, bệnh não này, rồi là rung giật cơ thì các cái triệu chứng này cũng sẽ được hết khi mà ngừng thuốc hoặc là lọc máu. Tuy nhiên thì có hai trường hợp nặng nhất dẫn đến tử vong thì đã lọc máu đấy là trường hợp của cefepime. Thì tại sao những cái kháng sinh cephalosporin này nó lại có gây độc tính nhiều nhất? Tại vì là các cái kháng sinh này cefazolin, cefuroxim, ceftiaxone hay là cefoperazole, cefepime thì là nó có ái lực cao hơn so với cả thụ thể GABA nên nó gây độc tính cao hơn so với cả các kháng sinh khác đấy là cefalexin, cefotaxime và ceftriaxone. Về mặt lý thuyết thì là ceftriaxone là có ái lực thấp hơn với cả thụ thể GABA thì nó ít gây độc não cho thần kinh, nhưng mà nếu mà theo cái cơ sở dữ liệu của báo cáo của cảnh sát dược Pháp ấy, thì em thấy là ceftriaxone lại đứng thứ hai, tức là gây khoảng 30% các cái ca ADR là gây độc tính trên thần kinh. Thì cái này cũng không biết là có phải là do là ceftriaxone được dùng với cả tỷ lệ lớn hơn rất nhiều so với cả các cái kháng sinh khác hay không. Về thời gian để bắt đầu mà phát triển bệnh não thì cũng là từ 1 ngày ạ, và đến 10 ngày sau liều thuốc dùng thuốc và sẽ hết sau vòng 2 đến 7 ngày, và nếu như cần thì cũng phải dùng các cái thuốc chống co giật, chống động kinh ạ. Về cái trường hợp mà yếu tố nguy cơ thì là chủ yếu là yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân suy thận mà người già mà dùng không đúng liều, nhưng tuy nhiên thì cũng đã có những cái báo cáo cho thấy là cefepime gây co giật ngay cả ở những cái bệnh nhân mà chức năng thận bình thường ạ. Ở trên bệnh nhân này sau 6 ngày mà dùng cefepime ở bệnh nhân chức năng thận bình thường thì bệnh nhân có bắt đầu có lú lẫn, và sau khi ngừng thuốc thì sau khoảng 30 ngày thì bệnh nhân tình trạng tinh thần của bệnh nhân trở về bình thường. Thì để theo dõi và phát hiện cái độc tính của cephalosporin như nào thì đối với cả cefepime thì người ta đã nghiên cứu ra thấy là cái nồng độ thuốc ở trong máu ấy, cao thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái độc tính chân thần kinh. Tuy nhiên thì hiện nay đối với cả nhóm cephalosporin thì mình chưa làm được định lượng nồng độ thuốc trong máu, thế nên là người ta có khuyến cáo là theo dõi điện não đồ. Thì theo dõi điện não đồ thì cũng đã được chứng minh là có thể phát hiện được các cái độc tính chân thần kinh của cephalosporin. Thì em sẽ xin trình bày ở cái phần cuối cùng của nhóm beta lactam về cái phần mà theo dõi độc tính trên thần kinh chung của cả nhóm và của các cây thuốc mà có độc tính trên thần kinh khác ạ. Còn đối với cả độc tính trên thần kinh của nhóm các ba bên em thì cũng được báo cáo là khoảng 30% xảy ra 3% và các cơn co giật chủ yếu là tăng trương lực tập dung, và cũng có những cái cơn động kinh cục bộ. Yếu tố nguy cơ thì cũng tương tự như đối với cả penicillin và cephalosporin ạ. Nhưng mà có sự khác biệt giữa nhóm carbapenem. Hiện nay carbapenem mình đang dùng hiện tại đó là doripenem, exapenem, meropenem, imipenem. Thì trong các cái cấu trúc đấy thì imipenem là độc tính cao nhất, tại vì do cái cấu trúc ở vị trí carbon số 2 trong vòng cấu trúc người ta thay thế, nên là imipenem thì lại là gây độc tính trên thần kinh nhiều nhất so với cả các kháng sinh còn lại. Còn doripenem thì cũng ít gây độc tính vì nó có ít ái lực, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng có gây những cái phản ứng như là nhức đầu ạ. Còn ngoài ra thì etamenem cũng có thể gây suy nhược và gây ảo giác ạ. Về việc xử trí các cái độc tính trên thần kinh thì em cũng tìm đi tìm lại thì cũng chỉ có một cái sơ đồ khuyến cáo này để xử trí các cái độc tính ở trên thần kinh của các kháng sinh. Thứ nhất là đối với cả bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ như là bệnh nhân suy thận, bệnh nhân có bệnh về hệ thần kinh trung ương, bệnh nhân người già và quá trẻ thì là bao giờ cũng trước khi sử dụng kháng sinh cũng phải hiệu chỉnh liều. Thứ hai là phải tránh dùng cùng các thuốc có độc tính khác ở trên thần kinh. Khi mà dùng rồi mà đã phát hiện ra độc tính ở trên thần kinh của bệnh nhân ạ thì sẽ phải ngừng thuốc, và ngừng thuốc nếu như mà các cái triệu chứng trên thần kinh được giảm để giải quyết được thì sẽ sử dụng một cái kháng sinh khác mà không có độc tính trên thần kinh. Còn nếu như trong trường hợp mà không giải quyết được cái độc tính ở trên thần kinh thì sẽ phải theo dõi điện não đồ liên tục, và trong trường hợp mà vẫn tiếp tục mà có xảy ra co giật hoặc là các cái độc tính trên thần kinh khác thì thứ nhất là sẽ phải dùng thuốc điều trị động kinh, thứ hai là phải dùng các cái kháng sinh khác không có độc tính trên thần kinh, và cuối cùng là sẽ phải là cân nhắc là lọc máu ạ.
Em xin tiếp theo về cái độc tính tiếp theo của nhóm beta lactam, đấy là độc tính trên gan. Độc tính trên gan của nhóm beta lactam này thì chủ yếu cũng sẽ xảy ra một thuốc thì đã có những cái ca lâm sàng báo cáo là một cái phản ứng gọi là rất là không phổ biến ở trong một cái kháng sinh được dùng phổ biến, đấy là amoxicillin và clavulanic. Thì tại sao em lại đưa cái trường hợp này? Tại vì em còn nhớ rất là nhiều năm về trước có một cái bệnh nhân mà bị dùng kháng sinh này, sau đó thì mà bị hoại tử gan ạ, cũng được đưa vào viện mình. Thì trong cái ở một cái bệnh nhân mà 62 tuổi ở đây, cái ca lâm sàng này thì khi mà bệnh nhân vào viện thì cũng không dùng thuốc gì, chỉ dùng loratadine, vitamin, tramadol và primidone. Thì bệnh nhân có tăng men gan, tăng bilirubin và albumin, thì tất cả các cái xét nghiệm khác và các cái marker viêm gan thì đều âm tính. Thì trước đó, trước khi vào viện 10 ngày thì bệnh nhân có dùng amoxicillin và clavulanic ạ. Và sau đó thì rất may là bệnh nhân sau khi ngừng thuốc thì men gan thì cũng trở về bình thường. Thì quay lại cái cơ sở dữ liệu để mà xác định xem là cái tỷ lệ của kháng sinh amoxicillin và clavulanic gây tổn thương gan như thế nào. Thì trong cái cơ sở dữ liệu thì có một khoảng 1.000 bệnh nhân là có bị tổn thương gan do thuốc, thì trong đó có khoảng hơn 40% là do kháng sinh, và trong hơn 40% này do kháng sinh này thì lại có khoảng hơn 10% là do amoxicillin và clavulanic ạ. Và trong đấy đa số các cái trường hợp mới xảy ra thì ở mức độ trung bình thôi, nhưng tuy nhiên cũng có cái trường hợp mà nặng mà dẫn đến phải tử vong hoặc là phải cấy ghép gan. Thì cái việc mà tổn thương gan do thuốc thì nó cũng chia ra làm ba loại. Thứ nhất là tổn thương gan, thứ hai là ứ mật, và loại thứ ba là hỗn hợp của ba loại trên. Thế thì cơ chế thì cũng khá là nhiều cơ chế ạ. Nhiều cơ chế là thứ nhất là nó có thể liên kết với cả protein nội bào, có thể tổn thương ti lập thể hay là tạo phức hợp với protein, và có thể làm tổn thương cái hệ thống vận chuyển và tổn thương ống mật. Và chính như thế nên nó sẽ dẫn đến là tổn thương ống mật, là dẫn đến ứ mật, và hoặc là tổn thương gan thì dẫn đến tăng men gan ạ. Thì đây là những cái thuốc mà gây tổn thương gan và các cơ chế của nó. Nhưng tuy nhiên thì em cũng chỉ xin nhắc đến nhóm penicillin ở trong bài này là chính. Thì penicillin thì lại chủ yếu là nhóm kháng sinh là amoxicillin và clavulanic ạ. Về người ta đã nghiên cứu ra là tại sao lại xảy ra, thì người ta có nghiên cứu là có thể là liên quan đến một cái gen người, đó là một cái người người mang gen HLA và ALEN nhóm 1A, nhóm 1 và nhóm 2 ạ, thì cũng có thể là gây tổn thương gan, nhưng mà hiện nay thì mình cũng chưa làm được cái xét nghiệm để xác định cái gen này ạ. Em xin trình bày độc tính tiếp theo của nhóm beta lactam, đấy là nhóm độc tính về trên huyết học. Thì độc tính về trên huyết học là được xảy ra ở cả trên tiểu cầu và trên bạch cầu. Thì xảy ra cái này cũng là do cấu trúc của nhóm beta lactam ở cái vị trí C3 lúc nãy, là đối với cả trên thần kinh là ở vị trí carbon số 2 ở trong cái cấu trúc của beta lactam, thì đối với cả huyết học thì lại ở trên vị trí carbon số 3. Thì nó cũng có cái hiện tượng gây giảm tiểu cầu ạ. Và chủ yếu xảy ra nếu mà kháng sinh mình quen diện nhất thì là sulfoprazone. Nhưng mà tuy nhiên thì đối với cả nhóm penicillin thì cũng vẫn xảy ra. Thì penicillin thì ở lúc trước thì bivalacillin thì cũng đã được đề cập đến trong cái trường hợp tổn thương não, nhưng mà ở trong cái tổn thương về giảm bạch cầu trung tính thì cũng đã được báo cáo bệnh nhân mà khi mà vào viện mà đến ngày thứ 3 thì là bắt đầu có giảm bạch cầu trung tính, và sau khi ngừng bivalacillin và carbamazepine thì là bệnh nhân bạch cầu của bệnh nhân lại trở về bình thường ạ. Về cái tổn thương mà giảm bạch cầu nghiêm trọng thì trên cơ sở dữ liệu của Pháp thì cũng đã cho thấy là đối với cả nhóm kháng sinh beta lactam là chiếm đến 10 đến 25% các cái trường hợp mà giảm bạch cầu do thuốc ạ. Và nghiên cứu các cái tỷ lệ mà giảm tiểu cầu, thì đối với cả giảm tiểu cầu thì bivalacillin và carbamazepine, ciprofloxacin thì là gây giảm tiểu cầu nhiều nhất. Thì trong cái phần bài này thì em sẽ xin phép chỉ nói đến nhóm beta lactam ạ.
Vâng, thì cái cơ chế mà gây giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu của nhóm beta lactam ở trong máu đấy là thường là cơ chế miễn dịch, tại vì do cái cấu trúc của nhóm beta lactam ấy, nó có thể liên kết với cả một số axit amin tự do, thế nên là cơ thể tự nhận đấy nó là kháng thể nên nó tạo thành các cái hạt đen ạ. Thế nên là cái việc mà giảm tiểu cầu và của penicillin thường là giảm tiểu cầu miễn dịch, hay là nó cũng có cái trường hợp mà tan máu miễn dịch. Ngoài ra thì nó còn có thể là ức chế tủy xương nữa. Thì có những cái trường hợp này thì cũng đã ghi nhận là có thể điều trị, nó có thể điều trị bằng corticoid ạ. Ngoài ra thì điều trị bằng corticoid thì nó còn có, người ta có nghiên cứu về dược động học và gen dược, thì có thể là những cái người mà mang gen MRB4 hoặc là OAT1 hoặc là OAT3 ấy, thì cũng có thể là tăng nhạy cảm với cả nhóm bên beta lactam mà gây giảm tiểu cầu và giảm bạch cầu ạ. Em xin sang nhóm tiếp theo, đấy là nhóm quinolone. Em xin phép là nếu như mà em bị quá giờ thì các anh chị nhắc em là dừng lại. Ưu tiên cho bạn bạn cứ Vâng ạ. Thì sang nhóm tiếp theo đấy là nhóm quinolone, thì nhóm quinolone thì mình đang dịch cho một ghế này. vâng ạ Đấy, đấy đấy vị trí là vị trí quan sát để rõ được sắp xếp vào có viên. quinolone là nhóm độc tính phá nhiều ạ, và các cái ADR của quinolone đã được báo cáo là trên tiêu hóa là chủ yếu là với dạng uống ạ, nên là em cũng sẽ xin phép không đề cập đến trong bài này. Trên thần kinh trung ương, trên da, trên huyết học, trên tim mạch, và trên cơ xương khớp ạ, là những cái đặc tính mà của nhóm quinolone bị gây ADR mà đã phun thuốc đã bị cảnh báo ạ. Thì cái cơ chế gây độc tính thì cũng khá là nhiều. Thứ nhất là stress oxy hóa, thứ hai là liên kết với các cái ion kim loại, thứ ba là tổn thương ti lạp thể, thứ tư là gián đoạn các con đường năng lượng tế bào, và cuối cùng là tổn thương DNA. Thì đầu tiên về cái cơ chế gây độc tính trên cơ xương khớp của quinolone, là đây là cái độc tính mà đầu tiên mà quinolone bị giới hạn, chỉ phải buộc giới hạn chỉ định và cũng phải bị cảnh báo ở trong cái thận trọng của FDA ạ. Thì về mặt cái cơ chế phân tử của nó rất là phức tạp, nhưng mà chốt lại là nó gây đau cơ xương chủ yếu bằng ba con đường. Thứ nhất là ức chế tăng sinh tế bào ở gân, thứ hai là ức chế sự di chuyển của tế bào gân, và tăng biểu hiện ở trong một cái ma trận enzyme là metalloproteinase, và cuối cùng là gây suy thoái collagen. Và cũng chính vì những cái phản ứng tăng nguy cơ viêm gân và đứt gân, thì FDA đã buộc phải các nhà sản xuất phải bổ sung vào trong cái tờ hướng dẫn sử dụng ạ. Và các cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ là bệnh nhân trên 60 tuổi, bệnh nhân có ghép thận, tim, phổi và dùng đồng thời với corticoid, và có người hoạt động thể lực nhiều, vận động viên. Thì vận động viên thì trong lúc làm cái bài này thì em cũng đọc thấy có một cái vận động viên leo núi mà dùng corticoid để dùng levofloxacin để điều trị, thì sau đó cũng đã bị đứt gân mà không phục hồi được ạ. Thì tiếp theo sau đó thì có những cái mà ADR nó có khả năng gây tàn phế, và chính vì như thế nên FDA lại tiếp tục cập nhật vào trong cái tờ hướng dẫn sử dụng là những cái phản ứng bất lợi bao gồm viêm gân, đứt gân, đau cơ, yếu cơ, xương khớp. Và các cái phản ứng ngoại ý này có thể xảy ra trong vòng vài giờ đến vài tuần, và khi có các cái phản ứng ngoại ý này thì phải dùng ngừng ngay dấu hiệu, và đặc biệt là phải tránh dùng quinolone cho các cái ADR nghiêm trọng. Tại vì trước kia thì chỉ định của quinolone cũng là rất rộng và gần như là cho mọi loại nhiễm khuẩn và cho mọi loại cơ quan tổ chức, nhưng mà hiện nay thì cái chỉ định của quinolone cũng đã bị giới hạn lại rất là nhiều rồi ạ. Thì quinolone cũng gây ADR trên đường huyết ạ, thì các anh chị cũng có biết là có những cái quinolone cũng đã bị thu hồi vì tác dụng phụ trên đường huyết đúng không ạ? Mới đây nhất là cái thuốc gatifloxacin ạ. Tại vì từ khi em đi làm thì em thấy là bệnh viện mình cũng vẫn còn dùng cái thuốc đó. Sau sau một thời gian thì mới bắt đầu là bị thu hồi vì là cái phản ứng trên đường huyết. Thì nó gây đầu tiên là nó gây cả hạ đường huyết, tăng đường huyết, và gây tăng đường huyết thì cái cơ chế của nó rõ rất khá là rõ là có thể là do là cái việc mà thiếu hụt magie nội nội bào, nên là dẫn đến kháng insulin ạ. Thì những cái trường hợp mà báo cáo là do bị rối loạn đường huyết thì xảy ra ở trong cái nhóm, thì đối với cả gatifloxacin là nhiều nhất, xong rồi tiếp đến là levofloxacin, còn đối với cả ciprofloxacin thì là ít hơn nhiều ạ. Ciprofloxacin tương đương với cả nhóm macrolide.
Thế thì đến năm 2018, tức là 2 năm sau, thì FBI cũng buộc bổ sung vào trong cái tờ cảnh báo về thận trọng của quinolone về các cái tác dụng gây hạ đường huyết, và trong đó có hôn mê, hạ đường huyết và các cái ADR về sức khỏe tâm thần khác ạ. Thì độc tính của quinolone mà liên quan đến trên thần kinh, thì cái cơ chế tác dụng của nó cũng tương tự như đối với cả nhóm beta lactam, nó cũng ức chế cạnh tranh nhóm gamma a receptor, cụ thể gamma a, và cũng có những cái biểu hiện là động kinh, co giật hay là loạn ngôn ạ. Và thì yếu tố nguy cơ nó tương tự, nhưng mà cái cấu trúc của nhóm quinolone thì nó cũng dẫn đến những cái ADR to là ở cái vị trí R7 là bên tay trái đấy ạ, góc cuối cùng bên tay trái. Thì những cái vị trí này tùy từng vào nhóm thế khác nhau mà nó sẽ có những cái độc tính đối với cả thần kinh trung ương khác nhau. Thì em cũng xin nói qua về phần cái này, cấu trúc của nhóm quinolone thì luôn luôn có hai cái vòng này, và tùy vào cái vị trí thay thế của các nhóm thế mà dẫn đến các cái ADR khác nhau ạ. Ví dụ như đối với cả nhóm thế CO keto ở trên cùng ạ, thì nó sẽ liên quan đến tương tác thuốc đối với cả các cái ion kim loại 2, ví dụ như là mình đường uống mà mình dùng quinolone đối với cả các cái kháng antacid ạ, thì nó sẽ bị kết tủa. Đấy là lý do, là tại vì nó có cái gốc axit này nên là nó kết tủa. Nên là phải tránh dùng dùng xa bữa ăn, dùng xa các cái thuốc mà kháng axit ạ. Và tương tự cái mức độ nhạy cảm mà ánh sáng của nó là cũng liên quan đến cái vị trí ở R5, và cái vị trí R5 này nó cũng sẽ liên quan đến cái độc tính ở trên gen ạ. Còn quay lại cái độc tính của nhóm R7, thì nhóm R7 thì hiện nay mình đang có các cái kháng sinh nhóm quinolone là mociflosacin, levofloxacin và ciprofloxacin là hiện nay mình đang còn dùng nhiều nhất, còn có nofloxacin và ofloxacin thì vẫn được lưu hành trên thị trường và vẫn được dùng. Thế thì về độc tính trên thần kinh của quinolone do cấu trúc của cái nhóm R7 đấy ạ, thì nếu mà về lý thuyết thì xác định thì nofloxacin sẽ là gây độc tính trên thần kinh nhiều nhất, tiếp đến là ciprofloxacin, xong đến ofloxacin và levofloxacin là gây độc tính nhẹ nhất, và mociflosacin là về nếu mà theo lý thuyết về cấu trúc của nó là nó sẽ không gây độc tính ở trên thần kinh so với cả các quinolone khác, nhưng mà tuy nhiên thì mociflosacin cũng vì có cấu trúc của nó khác nên nó cũng về độc tính ở trên tim mạch của mociflosacin lại nhiều hơn so với cả các cái quinolone còn lại ạ. Về mặt lý thuyết là thế, nhưng mà thực tế thì theo cái cơ sở dữ liệu thành tác dược của Pháp thì cũng cho thấy là cái tỷ lệ mà độc tính trên thần kinh của levofloxacin lại có cái số ca ADR được báo cáo là nhiều nhất, nhiều gần gấp đôi so với cả ciprofloxacin là độc tính trên thần kinh. Thế thì lý thuyết là một kiểu, còn việc sử dụng là một kiểu, đúng không? Việc sử dụng mà xảy ra thì lại là cái số liệu nó hoàn toàn khác. Thì cái này cũng có thể là do cái tỷ lệ mà levofloxacin này, cũng không giải thích được là có phải là levofloxacin cái tỷ lệ nó dùng nhiều hơn rất nhiều so với cả các cái quinolone khác không ạ. Về độc tính ở trên tim mạch của quinolone thì chủ yếu là do kéo dài khoảng QT, và cái yếu tố nguy cơ dẫn đến thay đổi đấy là do hạ kali, hạ magie và sử dụng cùng các cây thuốc kéo dài khoảng QT khác ạ. Ngoài ra thì nhóm quinolone nó cũng có những cái ADR là gây tổn thương gan. Đặc tính mà cái ADR này là chung của nhóm, tức là tất cả các cái thuốc quinolone thì nó cũng có cái phản ứng này, nó cũng tương tự là cái một cái phản ứng mà tổn thương gan miễn dịch ạ. Và nó, nếu mà theo báo cáo thì nó cũng đã là 1-3% rồi ạ. Nhưng mà cái tỷ lệ mà xảy ra được báo cáo nhiều nhất đấy là ciprofloxacin và levofloxacin ạ. Về cái yếu tố nguy cơ mà sự tổn thương gan thì cũng tương tự như những cái yếu tố mà nguy cơ khác, nhưng mà tuy nhiên thì có bổ sung thêm đấy là bệnh nhân có viêm gan B, có hiện rượu và có sử dụng đồng thời với cả nhóm beta lactam. Thế thì tổng hợp lại các cái tác dụng không mong muốn của nhóm quinolone mà đã được bổ sung vào trong cái cơ sở cảnh báo thận trọng của FDA trong cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc, thì đối với cả các ADR nghiêm trọng của hệ thần kinh ngoại biên thì sẽ bao gồm là viêm gan, đứt cơ, đau cơ, yếu cơ, đau khớp, sưng khớp và bệnh thần kinh ngoại biên. Còn đối với cả hệ thần kinh trung ương thì bao gồm rối loạn tâm thần, lo lắng, mất ngủ, trầm cảm, ảo giác và suy nghĩ tự sát. Các ADR khác bao gồm là các cơn nhược cơ kịch phát kéo dài khoảng QT, phản ứng quá mẫn, nhạy cảm ánh sáng, rối loạn đường huyết ạ.
Thì năm 2021 thì Cục Quản lý Dược Việt Nam thì cũng đã đưa ra văn bản là buộc các công ty sản xuất dược phải đưa các cái cảnh báo vào tờ hướng dẫn sử dụng, thì sẽ bao gồm cả vào nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, nguy cơ tác dụng bất lợi nghiêm trọng gây tàn tật và không hồi phục, và còn một nguy cơ nữa là nguy cơ đứt rách động mạch chủ ạ. Em xin sang phần tiếp theo, đấy là ADR của nhóm glycopeptid. Glycopeptid thì được đặc trưng bởi hai nhóm kháng sinh, hai kháng sinh chính, đấy là vancomycin và teicoplanin. Thì có nghiên cứu là cái độc tính cái ADR của nhóm kháng sinh này thì chủ yếu là phụ thuộc vào liều hay không. Thì về chủ yếu là độc tính trên gan và trên thận, thì độc tính trên gan của vancomycin thì sẽ không phụ thuộc vào liều. Và độc tính của teicoplanin trên gan thì lại phụ thuộc vào liều. Cái điều sự khác biệt này là do cái cấu trúc của teicoplanin và vancomycin nó khác hoàn toàn nhau, tại vì tính thân mỡ của teicoplanin thì cao gấp 5 đến 50 lần đến 100 lần so với cả vancomycin. Chính vì như thế nên là teicoplanin nó sẽ gây chuyển hóa ở gan và nó gây độc tính ở gan, còn đối với cả vancomycin thì sẽ gây thải trừ chủ yếu qua thận và sẽ gây độc tính ở trên thận. Về cơ chế độc tính của vancomycin trên thận thì là được đặc trưng bởi là tổn thương oxy hóa về ống lượn gần, chết oxy hóa tổn thương ti thể và các cái con đường viêm. Kết quả mô bệnh học thì cho thấy là chủ yếu là viêm thận kẽ cấp và cũng có một số trường hợp mà hiếm gặp về hoại tử ống thận. Thì về độc tính của vancomycin thì cho thấy là liên quan đến liều dùng thì đối với cả cái nồng độ của vancomycin trên 20 ml thì là gây độc tính cao nhất, đây là nồng độ đáy ạ. Và tương tự như thế mà ngoài việc dùng liều cao và dùng kéo dài thì cũng sẽ là gây độc tính cao nhất ạ. Thế thì tổng kết lại các yếu tố mà làm tăng độc tính thì là bao gồm là dùng kéo dài này, mức lọc cầu thận bị suy giảm mà dùng cùng các cái thuốc độc tính trên thận khác như là aminoxid hay là thuốc lợi tiểu hay là NSAID ạ. Và người ta nhận các cái báo cáo thì cho thấy là khoảng 5-7% là độc tính trên vancomycin gây độc tính trên thận khoảng 5-7% ạ. Thì ngoài ra thì việc phối hợp với cả vancomycin với cả nhóm beta-lactam, đặc biệt là bibaracillin và tazobactam, thì cũng cho thấy là cũng có gây độc tính, nhưng mà cái cơ chế thì nó cũng chưa là rõ ràng, là chưa tìm hiểu được cơ chế như nào. Còn về phối hợp giữa các carbapenem khác thì cho thấy là vancomycin phối hợp với cả imipenem với simvastatin thì gây độc tính trên thận thấp hơn so với cả nhóm meropenem khoảng 3 lần. Về chiến lược phòng và điều trị suy thận cấp do vancomycin thì người ta cũng có những cái nghiên cứu nêu ra là có thể là sử dụng các cái thuốc mà chống oxy hóa khác, ví dụ như vitamin C chẳng hạn, nhưng mà cái này cũng chỉ là trong nghiên cứu thôi chứ cũng chưa có một cái khuyến cáo nào cụ thể ạ. Còn về độc tính giữa bibaracillin với cả vancomycin thì nếu trong trường hợp có thể thay thế vancomycin bằng teicoplanin thì cũng sẽ giảm độc tính trên thận khi phối hợp với cả bibaracillin và tazobactam ạ. Về phản ứng hội dị ứng thì vancomycin cũng có đặc trưng là bởi hiện tượng dị ứng liên quan đến truyền thuốc do giải phóng histamine. Nó sẽ chủ yếu là ngứa và hạ đường huyết và được mô tả là cái hội chứng red man mà chủ yếu là nửa người trên. Còn đối với cả teicoplanin thì cũng ít gặp các cái phản ứng dị ứng này so với cả vancomycin ạ. Còn về yếu tố nguy cơ thì nếu mà khi mà dùng vancomycin cùng với cả các cái thuốc giãn cơ thì nó cũng sẽ làm tăng cái khả năng mà bị dị ứng ạ. Về ADR trên huyết học của nhóm glycopeptide này thì vancomycin thì cũng xảy ra tương tự như là đối với cả nhóm beta-lactam, đấy là cái cơ chế mà qua haptan và thuốc ạ, thì vancomycin sẽ liên kết với cả glycoprotein ở tiểu cầu dẫn đến việc mà tạo kháng thể và cuối cùng là ly cải tế bào ạ. Và cái khả năng này cũng xuất hiện sớm nhất là trong vòng 24 giờ khi dùng thuốc và cũng có thể muộn nhất là trong vòng 27 ngày ạ.
Và em xin thưa sang nhóm tiếp theo là nhóm Osazolidium. Thì ADR của nhóm này bây giờ hiện nay mình cũng chỉ ứng dụng một thuốc ạ. Thuốc này là nhóm linezolid. Thì linezolid thì sẽ chủ yếu đặc trưng ở ba cái ADR chủ yếu, đấy là giảm tiểu cầu, tăng lát tác và tăng đường máu. Thì cái biểu hiện mà tăng lát tác thì nó sẽ liên quan đến cái nồng độ của linezolid trong máu, thì nồng độ càng cao thì cái nguy cơ mà tăng lát tác thì cũng sẽ tăng lên ạ. Và người ta thấy là cơ chế, do cái cơ chế hoạt động của linezolid là có liên quan chặt chẽ đến ti thể, và nó sẽ ức chế tổng hợp protein của ti thể, nên là dẫn đến giảm chuỗi hô hấp enzyme, và nên là sản xuất, hạn chế việc sản xuất ra năng lượng thiếu khí, và sẽ tạo ra quá trình đường phân kỵ phí và tạo lắc tác. Thì đã có ca lâm sàng là báo cáo ca lâm sàng là cho thấy linezolid gây cả ba cái ADR là tăng lắc tác này, và gây hạ đường huyết, và ngoài ra còn có gây viêm tụy cấp nữa. Thì để tìm hiểu cái nguyên nhân này thì người ta cho thấy là nồng độ thuốc trong máu thì cũng sẽ làm tăng cái tác dụng phụ của ADR, kể cả trên huyết học lẫn trên lactate. Thế thì hiện nay nếu mà để giải quyết được cái vụ này thì cũng sẽ phải cần phải định lượng nồng độ thuốc trong máu, nhưng mà hiện nay mình cũng chưa định lượng được nồng độ thuốc của linezolid ạ. Thì em xin sang ADR của nhóm tiếp theo, đấy là nhóm aminosid. Thì nhóm aminosid thì hai ADR rất là đặc trưng là các anh chị đã biết được rồi, đó là gây suy thận cấp và gây mất thính giác vĩnh viễn ạ. Về gây suy thận cấp thì ở đây thì về do là cái cơ chế của nó là ức chế ở liên kết với cả các cái protein vận chuyển ở ống lượng gần, về thế nên là về cái ái lực của nó thì cái ái lực nào mà nhiều hơn thì nó sẽ gây độc tính nhiều hơn. Thì đối với cả các nhóm thì trong nhóm thì người ta nghiên cứu thấy là neomycin thì sẽ gây độc tính ít nhất, xong rồi đến tobramycin, vancomycin, amikacin cũng gây độc tính ít hơn, và cuối cùng là streptomycin là gây độc tính ít nhất ạ. Để phòng ngừa độc tính thì các nghiên cứu cũng đã chỉ ra là dùng các cái thuốc mà chống oxy hóa, nhưng mà tuy nhiên là cũng chỉ là các cái thuốc chỉ là các nghiên cứu thôi, chưa là khuyến cáo ạ. Và khuyến cáo cũng là sẽ nên để lựa chọn các aminosid ít độc tính nhất, ví dụ như là vancomycin, xong rồi tobramycin và amikacin ạ. Và cũng tránh dùng aminosid ở những bệnh nhân giảm thể tích dịch, và nên cũng chỉ nên dùng trong vòng từ 7 đến 10 ngày thôi ạ. Và cũng đẹp nhất là cũng phải là TDM ạ. Nhưng mà amikacin hiện nay thì TDM cũng đang hết test đúng không ạ? Về phòng ngừa độc tính ở trên thính giác thì cũng là phải là TDM, nhưng mà có thể đo thính lực ở bệnh nhân, nhưng mà tuy nhiên thì về mặt mà mất thính giác của bệnh nhân thì người ta đã chỉ ra là có thể xảy ra khi mà bệnh nhân đạt được cái nồng độ trong máu khuyến cáo ạ. Thế thì cũng rất là khó để theo dõi cái việc mà độc tính trên tai của bệnh nhân. Thì cũng tổng kết cho thấy là vancomycin và tobramycin thì độc tính ít với tiền đình hơn, còn amikacin và neomycin hay kanamycin thì độc tính độc hơn với cả ốc mai ạ. Em xin sang nhóm tiếp theo, đấy là nhóm trimethoprim và sulfamethoazone. Thì về cái cơ chế tác dụng của nhóm này là chủ yếu là nhóm tác dụng trên tổng hợp tetrahydrofolic acid, thì kể cả sulfamethoazone và trimethoprim đều ức chế cả hai quá trình trong cái con đường này, và cuối cùng là làm giảm tổng hợp acid folic. Và chính vì như thế nên là sẽ gây ra một cái hiện tượng là thiếu acid folic ở người thế nhẹ ạ. Và khi mà cần dùng cái thuốc này thì có thể là hạn chế cái thiếu axit bằng bổ sung axit folic. Và ADR của nhóm của thuốc này thì cũng đặc trưng thứ hai, đấy là gây tăng kali. Gây tăng kali là do độc tính của thành phần là trimethoprim, tại vì nó có cấu trúc giống là amyloid nên là nó gây lợn tiểu giữ kali, nên là nó gây tăng kali máu ạ.
Thế thì đây là cái các cái khuyến cáo mà để dùng sulfamethoxazole và trimethoprim trên bệnh nhân để làm giảm để làm hạn chế cái việc mà tăng kali máu, là tức là thứ nhất là phải tránh dùng ở bệnh nhân có mức lọc cầu thận dưới 15 ml, phải bù đủ điện, phải bù đủ dịch cho bệnh nhân ạ. Ngoài ra thì nhóm sulfamid có một đặc trưng, nó cũng là đặc trưng là gây tổn thương gan đặc tính mà gây đặc ứng, và cái tổn thương này là tổn thương chung của là nhóm sulfamid ạ. Em sang xin ADR của nhóm cuối cùng, đấy là ADR của colistin. Thì ADR của colistin thì các anh chị cũng biết rồi, chủ yếu là độc tính trên thận đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên còn một cái độc tính nữa chúng ta cũng ít nhắc đến, đấy là độc tính trên thần kinh. Về độc tính ở trên thận của colistin thì cũng rất là khá phức tạp, tại vì ngay kể cả đối với cả bệnh nhân mà có chức năng thận tốt hay thận yếu thì cuối cùng cũng là đào thải colistin qua thận, và cuối cùng cũng sẽ là tăng độc tính trên thận ạ. Thế thì cái yếu tố nguy cơ thì cũng tương tự như là cái yếu tố nguy cơ độc tính trên thận của các cái nhóm thuốc như trước, ví dụ như cao tuổi, tiền sử sử dụng trước đó sử dụng các cái kháng sinh có độc tính trên thận, thì biểu hiện của nó là có tiểu ra máu, protein thiểu niệm, hoại tử ống thận cấp, và giảm thanh thải thận, và thường xảy ra là sau trong vòng 4 ngày khi mà dùng colistin. Thì độc tính trên thận liên quan đến thời gian dùng thuốc, vì dùng càng dài thì cái độc tính càng tăng, thì cái này cũng đã được bạn Hải nghiên cứu tại khoa hồi sức tích cực từ năm 2016 ạ. Tiếp đến là cuối cùng, đấy là độc tính trên thần kinh. Thì độc tính trên thần kinh của colistin thì theo y văn thì cũng đã tổng kết là xảy ra từ 7% cho đến 27% ở trên các trường hợp, và nó phụ thuộc vào liều và có thể hồi phục và có thể xuất hiện trong vòng 5 ngày mà sau khi bắt đầu dùng colistin, với các cái biểu hiện như là yếu cơ, liệt mặt và ngoại vi, mất điều vận, điếc, sụp mí hoặc là gây liệt cơ hô hấp ạ. Cái cơ chế của nó là do làm giải phóng acetylcholine trước sinat, và cũng phải cần thận trọng ở bệnh nhân mà nhiều cơ ạ. Thế thì về theo dõi độc tính của colistin thì sẽ phải theo dõi về tốc độ truyền, chức năng thận, creatinine, công thức máu và các cái dấu hiệu độc tính trên thần kinh khác ạ. Xử trí các cái dấu hiệu độc tính trên thần kinh thì cũng tương tự như là xử trí đối với cả các cái khuyến cáo đối với cả nhóm beta-lactam mà em đã đề cập ở phần trước ạ. Thế thì em cũng xin kết thúc bài với cả một cái tổng kết, một cái slide tổng kết, đấy là các ADR thường được biết thì ví dụ như tên trên quy mạch tim mạch thì nổi bật nhất là quinolone, trên độc tính trên gan là quinolone, beta-lactam với cả nhóm sulfamid, độc tính trên thận thì là aminosid, vancomycin, colistin, độc tính trên máu thì nhóm beta-lactam, linezolid, vancomycin và sulfamid, độc tính trên thần kinh thì điển hình nhất là beta-lactam và quinolone ạ. Và em cũng sẽ xin có những cái slide mà tổng kết là những thuốc độc tính ở trên các cái cơ quan và cái cơ chế như nào ạ. Em xin hết ạ. Em xin cảm ơn các anh. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Minh đã cho bài rất thú vị về vấn đề các tác dụng phụ của thuốc. Thì cũng nếu đây là các tác dụng phụ của các nhóm chính, các tác dụng phụ chính thôi. Và tất cả các tác dụng phụ này đều là trên người lớn, chúng ta chưa bàn đến trẻ em. Vì những vấn đề liên quan đến phát triển trẻ em còn rất là phức tạp, và chúng ta